Ok, mọi người thấy chúng ta đang đứng trước bí cảnh Furina và thì trước khi update phiên bản thì mình farm trước khi 5.0 thì mình farm lần nữa 2.000 nhựa cho Furina để coi coi là Furina có được cái gì nâng cấp hay không. Chứ mọi người có thể thấy hai video trước của Furina, một video thì mình thất bại luôn cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng, video thứ hai thì đồ cho Nahida. Cho nên là video này để coi thử. Nào, let's go. Leon set này. Mình Được không này. chơi Anh Long này và mình cũng không có Furina C6 này. Được được đây. Ừ thì được Em đây. xong luôn rồi. Rồi, cắt Rồi. video xong rồi. Để coi lát làm sao đây. Vô nè. Không, mình thấy thương bạo. Thì thôi cũng thử tiếp à. Kiểu như Thất là bại nè. cái hiện tại có 25 CV thôi á, cái ly hiện tại set của mình có 25 CV thôi, cho nên là xem thử nếu vô in cũng Thất bại này. 25 mà25. vẫn còn lần nữa được. Ừ. Thử được. 10 Rồi rồi 14 rồi, thì hết hết thôi hết rồi cơ thôi rồi. hội, hết cơ hội. Thử giữ chơi vui cũng được. Rồi lại đồ official à. Rồi lại đồ official à mọi người. Không, này đồ của xinh mà. Xin xin em có chơi set này đâu. Chơi đi, đam e to. Em cần nó nạp nhiều chứ không cần nó to. Rồi Chơi e thôi, đừng chơi quy. có thể xem xét được. Ok, em bỏ này. Hai cái lông ok. Mọi người nhìn cái này là mọi người biết mình copy âm tới mức nào rồi ha. Quý ba đồ test Ê, Nuvelet, em không có chơi Nuvelet, đừng có dụ em nữa, em lệch ổng hai lần rồi, em không bao giờ roll ổng lần thứ ba đâu. Ok, Mary Châu Si trước đi, cái hoa à, nó lệch. Tôi có cái hoa nó lệch. Nuvelet, Nuvelet. Quên nạp bỏ đi. Nếu mà mọi người chưa có gì thì mọi người nên roll cái này cho Furina, nhưng mà mình có đồ mạnh hơn rồi cho nên thôi. Cái copium này có vô không? Không, bỏ luôn. Đây. Anh còn lẹ ha. Cái mũ nguyền rủa chứ đi. Nuvelet, 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 Nuvelet. Nuvelet, Nuvelet. Tiếp về, vẫn còn được mà. Lệch một lần nữa là em bỏ nha. Ê, tính ra phu cầm nón này cũng Rồi đó. xin chiều xin chiều xin chiều xin xin chiều xin chiều xin chiều mình nhớ vậy xin chiều xin chiều Hai cái nãy giờ nổ là đi hết á. Ê, mắt này nhưng mà cái vấn đề là nó không quan tâm là nó nổ hay nó không nổ, mà nó quan trọng nó vô nãy giờ đi. Cứ spam vậy thôi. Xin chiều. Một lần rồi đó. Ê, mình bị ngắt cái khúc này á. Được luôn. Rồi. Xin chiều, xin chiều. Fun fact thì 13, 2 12, 39. 3 39, cái này 30 đúng, 32. 32 Ngon thì hơn. 10, nhưng mà cái này có cái này. Có cái Nó có này. Nhưng mà nó có tinh thông, cái này nó cũng ngự mà, nó còn vô một ngự. vòng nữa. Xin chiều. Chỉ có nên bỏ này không ra thôi, chắc vừa mới đủ ba cái cũng đúng set rồi, cho nên cứ giữ đi cho những Ừ, nhân cứ vật tương giữ lai. đi. Cái cho fit nè, cái cho xin chiều. Xin chiều, xin. Ý là mỗi mỗi người mỗi mỗi người cả gọi là cái gì ta, mình theo chủ nghĩa là trên trên ba cái mỗi mỗi set mới đổi mới bỏ đúng không, cho nên là yeah, cứ giữ Ừ, thì mình giữ cho xiên chiều, xiên. anh giữ, anh nói chữ xuyên chiêu lần nữa em xá nói. Ok,
Hả? Why? Ly tấn công mình hơi nhiều rồi nha mọi người. Mình còn không có Raiden Shogun á. Cái đúng set. Cũng đúng. Rốt em okay, farm cũng ổn, cũng ổn, cũng ổn. Cái này được à? Okay. New Village. Cái set này cho New Village luôn à? Mạnh, 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 mạnh. Được, à, được, thì được. Thì New Village chuyên sát thương nguyên tố luôn. Ghê, ghê, ghê. Được. Được luôn. Được luôn mà, e có đam mà. Người đừng nghe, nghe hình nói à. Có đam mà làm được hết á. Quay. Ê. Quay. Ê. Tôi không cần cái này. Tôi không cần cái này. Xin chịu, xin. Tiên chiêu nhiều khi cũng không cần nữa. Tiên chiêu cần chứ, nó thiếu thiếu tỷ lệ mà. Ủa, có rồi hả? Cho thêm cái đi. Hai cái gì đó. Mới có hai, mới có một cái tỷ lệ, làm thêm cái tỷ lệ nữa. Hai cái tỷ lệ. Hai tỷ lệ hả? Thêm cái thứ ba. Giờ em đang thiếu đồ cho xin chiêu đấy. Có phạm xin chiêu đâu. Em có phạm xin chiêu đâu mà thiếu đồ xin chiêu vậy anh? Kim chị dấu ấn. Quan trọng là game kêu ra ra Meta 5.0 xuyên chiêu em. Nào có đứa này đó đặc biệt nó búp đam e bự ơi là bự á. Thì lúc đó đứa mạnh sẽ là Navia nha. Em này nó siết quyền phải không? Kỹ năng nguyên tố của nhân viên một ọc phim. Biết nhờ. Thì tinh thông cũng được. Em không có chơi cho thu tao anh ơi. Tiếc tiếc tiếc. Phu cũng được mà. Cái ly tấn công. Ý là ý là em không có chơi Furina với lại với lại thu tao. À quên. Phản ứng duy nhất em có là phản ứng thích tán. Rồi HP nè. Từ nha. 14 đồ không ta? Rồi 14 đi. I mean it's alright like. Ê, 13. Đi chưa? Cần 14 cũng được. Cần. Quan trọng là em có hai cái bốn gần bút chục rồi. Đâu còn ly tấn công rồi đó đâu. À. In đâu rồi? Còn nó có ly. Này. 7, 6, 40. Cái này là 10, 13. 7 luôn à. Thế khó lắm. Dễ à. Không nhưng mà cái đó của Senjun rồi. Thì cho nhân vật khác. Ví dụ tương lai chẳng hạn. Hiện tại có đứa nào cầm. Giờ Ly tấn công à. Ly tấn công. Điều Raiden ra giờ còn ấy là cầm Ale này. Anh nghĩ à ok ok vậy đi em rồi Ale em cho Ale cầm ly hỏa đúng không? Cũng được. Ly hỏa kia quan trọng xin, ăn được trò xuyên chiêu hay không ở đoạn này, tinh thông nguyên tố này. Và tấn công cũng ngon này. Tiếp. Ê Fit có đồ chưa? 6 20 1 nữa. 8 huề á. Ok. Hên. Không thôi cái ổng cứ hét là xin kêu nghe điếc tai quá mọi người. Đúng dòng chính rồi đó. Có sai dòng phụ. Đó. Ê cứ mỗi một tập của Nahida mình bị nguyền thì phải. Mỗi tập của Furina thì mình bị nguyền thì phải. Tập trước tiên mình được đồ nâng cấp trên Nahida. Là sao ta? Thấy cái tỷ lệ ra tấn công nó cao gấp tầm 4-5 lần so với cái tỷ lệ ra HP là sao ta? Mà đấy. Hả? Gì đấy? Lỡ bấm. Nó rồi đừng có coi nó. Dao động tâm lý đây. Ê, chán thiệt chứ.
Đấy chứ, giờ do nó chứ đâu cho mình. Hả? Tiếp. Mìn á, nhưng mà tiếp đi. What the fuck? Hả? Ai? Why? Tôi không... Ê... Tại sao? Rồi đếm, tập đếm nha mọi người, tập đếm nha. 39.6 1 Này là... 2 3 4 Ủa? Anh nói rồi, xiên chiêu. Ê, tính ra là giờ mình bỏ cái này được luôn, là cái này có đúng 32, 33 à. Giờ mình có gần... Ừ, con chơi mà. Giờ mình có 3, cái vấn đề là mình có 3 cái gần 4, 2 cái gần 40 và 1 cái 40 luôn á. Cho nên là giờ cái hơn 4, chưa được 35 này chúng ta có thể bỏ hả? Mà tại sao á chứ, tại sao ta? Why? Ôi, mọi người chú của cái tập này khi được phát sóng lên xin chiêu đó. Mọi người comment xin chiêu xuống gần bình luận nha. Lần cuối cùng trong ngày. Cái này cũng nâng được nè. Ê được nè, cái này được. Thì không. Chúng ta có tới tận hai hoa cũng là Chelsea. Hai hoa thì có hài hòa không? Có nè. Có nè. Tinh thông nguyên tố này. Tinh thông nguyên tố đây. Tinh thông nguyên tố đây. Ê. Oh my god. Wow. Tinh thông nguyên tố. Đỉnh cao công nghệ Nhật Bản. Này là cái món tinh thông nguyên tố cao nhất của admin luôn á nha. Nó đã xoáy ngôi cái món món cũ là cái này. Ê, offset 100 điểm. Rồi vậy. Đây, có cả tỷ lệ, có cả sát thương, có cả HP. Một đống tinh thông. Chúng ta không chưa? Chúng ta đã có thể phế cái này đi rồi. Đến cố đến. Rồi ta. Barbara tăng wow, được nhìn muốn thèm dại nước miếng luôn. Kêu. Barbara tăng được 12 tinh thông mọi người. Barbara tăng được 12 tinh thông. 1023 luôn mà. Cái mũ thì mình đang không cần cho lắm. Trời ơi. Ok. Vô. Các thương bảo Loron cả hai dòng này. Vấn đề là ok, là dòng cuối nó lệch. Để coi so sánh với cái hoa hiện tại coi. Không, thật ra hoa hiện tại mình hơi bị mạnh nha. 921 này, 1020 này, 91 tinh thông này. Rồi 722 này, cho nên là cái hoa này rất tiếc là không giữ được ha. Ok, rất tiếc. Cuối cùng mới cho tôi cái... Nói gì nữa đây? Mới nói là cuối cùng mà nói cho tôi cái mũ là cái thứ tôi không cần nâng cấp nữa. Xuyên chiêu. Hơi quạo rồi á. Cái đó là cái đồng hồ đúng không? Hay là cái ly? Ừ, đồng hồ đồ. À, ly, cái đó là ly á. Cái đó cái ly. Ly ngự. Ừ, ly ngự. Không cứu được gì luôn á. Ngư lị. Nó là cộng 1 phút cho chuẩn bị cháp ở 5.0 á. Cho nên cũng không lo lắm mà mọi người. Cái thứ mà anh đang chờ đó hơn. Đây, xuyên chiêu. Cho tí không? Đây, xuyên chiêu thiệt.
Sing chill, sing chill, sing chill, sing chill, sing chill, sing chill, sing chill. Mà nó vẫn mạnh nha, cái vấn đề là nó vẫn mạnh nha. Nó vẫn mạnh đi mạnh khùng á, tại sao hai cái sát thương bảo mình mạnh đi mạnh khùng dữ vậy ta? Không hiểu lắm. Mà để thằng thú, thấy thằng chú của anh ghê chưa? Để làm cho Hưng hứng thú một xíu đi. Ai đó nó mạnh hơn cái này nữa chứ. Đâu rồi. Cho Hưng hứng thú một xíu, giải trí cho Hưng một xíu. Coi độ như thế nào. Em cần tỷ lệ bạo quá. Ờ để coi thử. Để bạo. Cái đó. Mình có đúng cái lồng á. Ở đây là cái lồng thứ hai à? À thì không, cái đó offset được mà, cái đó offset được mà. Offset được mà, nhìn thấy có cái ly mà. Ly offset hả? Không, có một cái này Funina đang cầm à. À Funina cầm. Gần xong rồi. Hỏi thử. Cái lồng là cái bữa giờ bị nguyền rủa cả ba tập rồi đó. Gần hay chữ gần này nó hơi xa. Còn cái khóa còn lại coi. Khóa còn lại. Khóa thứ tư á. Cái hoa thứ tư á, hoa thứ tư á. À cái này ngon này, cái này ngon. Có thể thêm, cái này có thể thêm xíu có thủy. Thì tính ra của em ngon nhất rồi đó. Cái 35 nó ngon lắm rồi. Rồi cứ để đi, rồi coi nhiêu. Cũng được á chứ. Được thôi, nhưng mà thiếu sát tỷ lệ bạo, hơi dư sát thương bạo quá hả. Cái hơi thiếu nạp xíu nữa. Mặc dù con này con đe. Đúng rồi, nó chỉ đe thôi mà. Không có cây tỷ lệ bạo. Tại sao kế lễ lại tinh luyện 4? Tại vì nghèo, không có không có roll được tinh luyện 5 anh. Sao giờ? Anh tặng em cây đi chứ em không có. À, muốn tặng đây, đây. Thôi, được rồi rồi. Rốt cuộc là xiên chưa? Xiên. Đó, thần chú ông, ngày hôm nay. Ông hét hồi, không phải thần chú ngày hôm nay nữa, thần chú tập này luôn. Ông hét hồi xong cái con xin chiêu tôi full đồ thật đấy chứ mọi người. Ngày cuối mà vẫn sai đồ mọi người. Rocket. À đây rồi. Ủa rồi tôi farm Furia C6 à. Tôi farm Furia C6 rồi, tôi farm Furia C1 ấy. Why? Này giờ cho ai ta? Em cũng chả biết cầm nữa. Là hết thêm 2000 nhựa là tổng chúng bây ta giờ, là... Bây giờ Nucleus thì không cho tấn công cho nên mình sẽ nói Rio. Bốn dòng đẹp luôn à. Nào cũng được. Đó bốn dòng đẹp nè. Rio. Hết đẹp. Có hơi nhiều nạp, hơi nhiều nạp. Rio. Ờ thì Rio chơi scale tắc á. Shen-he. Shen-he. cho theo ý Hưng rồi cho nó đi lần bây giờ nè, anh phải nói thì nó phải vô tấn công mắt lên cỡ 20 á thì bắt đầu suy nghĩ bất kỳ cái gì khác coi như nghĩ là thua. Biết ngay mà thua. À đó, hết 2000 nhựa rồi đó, tổng mình tiêu trong Furina được 7000 nhựa rồi đó mọi người. Con Furina chưa lên được nhiều hạng luôn á. Mọi người muốn coi mình với Hưng đau khổ thêm thì like với subscribe rồi ủng hộ Weibo Game ở dưới phần mô tả video và mình sẽ hẹn gặp mọi người trong các video lần sau. Bye bye. hết sức rồi. 7000 nhựa con Furina nó vẫn không có gì nâng cấp luôn.